Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi cài đặt phần mềm Arduino. Và khi mà cài đặt, chúng ta sẽ thường mắc một cái lỗi, đó chính là không thể kết nối được, cắm vào mà nó không hiện lên chân. Thì trong video này mình sẽ làm một cách chi tiết cho các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải tải hai file. Là đầu tiên là file Arduino và CH340, tức là cái driver của nó. Thì nếu các bạn có thể lên trang arduino.cc để tải cái Arduino, và các bạn có thể vào cái trang web này, sau đó ấn vào cái mục download này để tải xuống cái file driver CH340 thì nó mới có thể chạy được. Thì sau khi tải về, mình có thể sẽ để link ở dưới phần mô tả, các bạn tải cho tiện. Sau khi tải về xong, chúng ta sẽ giải nén nó ra. Thì đây Arduino này, chúng ta ấn vào, ấn tiếp vào. Ở đây có phần Arduino 18.9 thì các bạn ấn vào đây để cho nó bắt đầu cài đặt cái phần mềm Arduino. Thì chúng ta kích chọn là đồng ý và ấn next. Đây là cái file nó lưu trữ điện, thì các bạn cứ ấn ok thôi. Cái này là dung lượng yêu cầu là 482,4 MB, còn đây là khoảng trống của mình vẫn còn, thì mình cài đặt vào. Thì trong quá trình chờ đợi thì chúng ta sẽ đi xem cái file bên này. Thì CH340 driver, sau khi các bạn giải nén ra, nó sẽ được một cái file như này. Thì các bạn ấn vào thôi. Đó, thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện trông như thế này. Thì của bạn là 32/64 bit thì các bạn sẽ tự chọn. Thì ở đây nó có như thế này rồi, thì các bạn ấn install, tức là nó sẽ cài đặt driver xong. Cái này đang bị lỗi là tại sao? Tại vì mình đã cài từ trước rồi. Ok, quay trở lại kia, thấy nó đang cài đặt. Thì các bạn hãy tải hai file này ở bên dưới link driver mình đã cho các bạn. Sau khi mà nó tải xong thì chúng ta sẽ bắt đầu bước kết nối. Như vậy là mình đã tải xong cái Arduino thì và cài xong cả cái driver. Thì làm thế nào để biết được chúng đã hoạt động hay chưa? Thì đầu tiên, để cài xong cái Arduino thì chúng ta sẽ ấn vào Arduino ở đây. Đó. Thì nếu mà nó hiện lên ấy và có cái chữ app này này thì tức là Arduino của bạn đã cài đặt thành công nhé. Còn nếu mà không có cái app này ấy, không có biểu tượng như này mà nó ra cái thư mục thì chứng tỏ là bạn đã cài đặt sai. Tiếp theo, trong cái khi mà cài đặt thì các bạn nếu mà các bạn chưa cài đặt CH340 thì hãy bấm vào đây, this PC này, manage. Sau đó đây, ở đây chúng ta chọn vào device manager, nghĩa là quản lý thiết bị. Thì khi mà chúng ta chưa cài đặt CH340 thì ở đây nó sẽ không nhận được. Còn đây là cái mà các bạn đã cài đặt xong rồi, được chưa nhỉ? Thì đây là cái cách mà chúng ta làm. Nếu mà không ấy thì nó sẽ hiện lên gọi như là USB 2.0, thì tức là nó không cài đặt được. Còn như này tức là nó đã nhận. Thì chúng ta mở app Arduino lên này, sau đó chọn vào file này. File, xong rồi chọn sample, tức là mẫu, chọn cái cơ bản basic, sau đó chọn ấn vào cái blink để cho nó test thử cái con Arduino của bạn. Thì như các bạn thấy đây là nó ra tín hiệu chân số 13, còn đây là sáng 1 giây này và tắt 1 giây. Mình sẽ nạp chương trình. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái này cho nó sáng nhanh hơn. Ví dụ như là để 500 đi. 500. Nạp. Thì cái đèn chúng ta sẽ nháy nhanh hơn. Ok, thì trên đây là cái cách để các bạn có thể cài đặt được con Arduino kết nối với cả máy tính.
thì nó cũng khá là đơn giản. Quan trọng là các bạn phải cài được cái CH340. Thì như mình đã nói thì ấn vào đây để biết thôi. Sẽ phải ấn vào đây để kiểm tra này. Ấn vào cái phần này. Nếu mà nó là USB 2.0 thì chúng ta sẽ tải cái CH340 về và sẽ kết nối được Arduino như bình thường. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì cho mình một like để mình có thêm động lực để làm những video chi tiết hơn nữa dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.